Các bạn thân mến, tiếp tục một video mới để truyền tải lên kênh phục vụ cho các bạn ạ. Và ngày hôm nay thì Sơn đang có mặt ở một chợ phiên, được gọi là chợ phiên Y Tý thuộc huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Ngày hôm nay thì là ngày thứ bảy và ở Y Tý này thì chủ yếu là người đồng bào dân tộc Hà Nhì. Vâng, ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở nơi đây và đi tham gia một cái buổi chợ phiên đầy ý nghĩa các bạn ạ. Sơn quan sát thấy thì chợ phiên Y Tý này, người đồng bào dân tộc Hà Nhì người ta cũng bán khá là nhiều những cái thứ lạ so với các cái chợ phiên khác ấy. Thì Sơn sẽ cố gắng để ghi những cái hình ảnh nó được chi tiết hơn để truyền tải cho các bạn xem nhé. Đó, như các bạn quan sát thấy đấy, thì ở đây người đồng bào Hà Nhì là người ta bán rất là nhiều những cái quả ớt. Quả ớt này là ớt ngọt phải không bà? Quả ớt thì là chả biết. Quả ớt. Một số những người có tuổi thì họ không nói được tiếng Kinh các bạn ạ. Đấy, và bên này thì cũng thấy là có một số những cái hạt kiểu hạt giống này các bạn. Ôi, nói chung là cũng khá nhiều món độc lạ đấy. Đây này, có cái hạt đỗ gì đây các bạn này. Các bạn quan sát thấy nó có một hạt đỗ gì đó. Hạt khá là to. Sơn quan sát thấy nó có một cái củ gì đó nó rất là lạ. Chị cho em hỏi một xíu là cái củ này là tên của nó là gì chị? Hỏi bà nhưng mà bà bảo là hoa ô long hay là gì đấy? Hoa ô long à? Nhưng mà nhìn giống thế nào luôn? Nhìn thấy nó cũng khá là. Bà ơi, bà có nói được tiếng Kinh không? Chịu. Bà không nói. Đây các bạn xem này, cái hoa nó kiểu cái hoa nhưng mà bà lại không nói được tiếng Kinh, thế cho nên là hơi khó hỏi một chút. Mình thì cũng chưa biết cái tên của cái hoa này nó là hoa gì. Rồi cảm ơn bà. Không nói được tiếng Kinh thì chịu, không biết làm thế nào được. Đây rau diếp cá này các bạn này. Rồi, ở đây thì cũng một số những cái rau củ quả khác. À, có cả lê này. Rồi. Sơn quan sát thấy thì hình như là hàng của bà Lào cũng có cái món ớt này các bạn này. Hàng của bà Lào cũng có món ớt này. Thì hôm trước thì Sơn có đến đây và có một người cũng có nói là tặng cho Sơn một cân ớt này, kêu là ngọt đấy nhưng mà mình chưa thử. Có một bà cô ở dưới này thì Sơn quan sát thấy là cô đang có một cái biển đang nói này. Đọc ngoài tôi là Tả Mẩy này. Tôi có nhận chữa bệnh như đau dạ dày, viêm loét dạ dày, rồi đau bụng đầy hơi ợ chua. Nói chung là các bệnh, không là mách bệnh đúng không? Thì những cái vị thuốc để chữa bệnh là chính là những cái vị thuốc đây đúng không ạ cô? À vâng. Dạ vâng. Thế còn cái cây này là cây dưới này là cây gì ạ? À, cây sâm quy đây ạ? À? Cái này là mình trồng hay sao mà nó tốt vậy? À, của người Hà Nhì trồng. Thế còn bà là người và người dao đỏ à? Vâng. À, đây là bà là người dao đỏ các bạn ạ. Cháu cũng Lào Cai thôi. Dạ vâng ạ. Đấy, cháu quay cả cái này của bà rồi. Ai có nhu cầu chữa bệnh về điều trị cái bệnh này thì người ta sẽ tự liên hệ cho bà nha. Dạ vâng. Thế thôi, cháu chào bà nhá. Người dao đỏ các bạn ạ. Còn đây những cái mặt hàng của người Hà Nhì. Cháu đó là có cái này. Cái này là cái này nó là cái gì ạ? Cô cho cháu hỏi cái này nó là cái gì? Vâng, đây chính cái này. Cái này là đậu lạc. Đậu thối. À đậu thối. Đậu thối. Đậu thối và ớt khô. Dạ vâng, cảm ơn cô. Đấy. Còn đây hàng nào cũng thấy có ớt với cả có đỗ rồi các thứ này, cái hạt đỗ thì đỗ màu đẹp này các bạn, không biết ăn là có ngon không.
Đây, rất là nhiều thứ. Bên đây thì có một số những mặt hàng thổ cẩm, kiểu như là để thêu dệt. Cái này chắc để phục vụ cho bà con thêu dệt đấy. Mặc dù đây là một cái chợ phiên nhỏ thôi, nhưng mà cũng có những trò chơi ném bóng, phi bóng ấy, phục vụ cho mọi người đi chợ cũng đang tham gia trò chơi khá là đông. Đấy, bây giờ xem là có ai phi không để đây. À đây này, thử một cái đây. Nào là cho cháu nhờ tí chú. Rồi, đấy, thử một cái đổ luôn. Đây. Đây, thử một cái nữa này. Rồi. Đấy, dễ chơi và dễ trúng, lúng túng là mất ăn đấy. Nó lăn tăn thì không bao giờ có quà cầm tay. Chơi đi các bạn gái, chơi đi, chơi đi. Nhanh tay có quà. Rất là vui. Chỉ 10.000 đồng. Một cái hũ đường tam cũng chỉ có 10.000 đồng. Một con dao Thái Lan cũng chỉ có 10.000 đồng. Và tất cả kẹp tóc cũng chỉ có 10.000 đồng. Chào chị nhá. Chào em. Đang mua trang sức à? Đã lựa được chưa? Thế sao không bảo chồng đi cùng cho chồng ra lựa cho? Chồng đã ở nhà trông con. chồng thì ở nhà trông con, thế là mình thì chiều hôm qua tập rồi đúng không? Thế là sáng nay diễn thôi. Mấy giờ thì mình đến lượt của mình diễn. Hôm nay có video của mọi người diễn hôm qua rồi đấy. Rồi chiều mọi người vào xem. Đấy, lựa chọn đi rất là nhiều vàng. Vàng ở tiệm thì bây giờ đang lên giá, nhưng vàng ở đây thì đang giảm giá rất sâu đấy. Đẹp chưa này, mọi người xem vàng óng ánh đẹp chưa. Đấy. Đi con thấy không? Ở trên Y Tý này thì vẫn chủ yếu là đồng bào dân tộc Hà Nhì và đồng bào dân tộc Mông thôi các bạn ạ. Đấy, như các bạn quan sát thấy, những người mà có những chiếc khăn màu xanh đậm đang quấn ở trên đầu đây thì chính là những người đồng bào dân tộc Hà Nhì. Ôi, đây chỗ này thì đang có một kiểu như là quần áo đại hạ giá hay sao ấy. Mọi người đang đổ xô vào đây để mua rất là nhiều này. Đang vào đây để lựa này. Đây chắc là người ta đang bán đại hạ giá gì đó. Có khi Kéo Sơn cũng phải xuống đây để lựa cho mình một vài bộ. Đấy. Bạn nào có nhu cầu sử dụng quần áo này, ebook Sơn mua hộ nhá. À, mình quan sát thấy ở bên kia hình như là có cô kia có trả tiền 10.000 một thứ thôi thì phải. 10.000 đấy, thích lựa cái nào thì lựa. Ra hỏi thử cô này xem, cháu đi qua. Chị cho em hỏi là cái này là 10.000 một thứ, thích lựa cái nào thì lựa đúng không ạ? À, đúng là như vậy các bạn ạ. 10.000 một chiếc, ai thích lấy cái nào cũng được. Cho nên là nó rẻ thì bà con đang đổ vào đây để mua rất là nhiều, đang lựa rất nhiều. Có một cái đặc biệt của người đồng bào Hà Nhì là họ có những cái bộ trang phục rất là đắt giá đấy các bạn. Hôm qua thì Sơn có hỏi là về những cái bộ trang phục đắt giá nhất của người Hà Nhì là có những bộ có thể lên đến mười mấy triệu đồng trên một bộ trang phục đấy các bạn. Đó, còn có những bộ thì 5-7 triệu. Nó cũng nói chung là rất là nhiều giá, nhưng nó đã phải là tiền triệu rồi. Sơn đi dọc từ đầu chợ cho đến cuối chợ ở đây thì thấy mọi người vẫn đang bán rất là nhiều những cái hàng hạt giống rồi củ quả các thứ các bạn ạ. Đấy, và đặc biệt thì chắc là ở đây sẽ có cái món ớt này là món đặc biệt. Vì Sơn thấy gần như là các hàng nào cũng có các bạn.
Và bên đây lại tiếp tục một mặt hàng 10.000 đồng trên một thứ. Và mọi người cũng đang sâu súng vào đây để lựa chọn sản phẩm. Cũng có gặp một số bạn chiều hôm qua. Chiều hôm qua là mình cũng có ghi hình các bạn khi các bạn tập văn nghệ rồi các bạn. Đó. Đi một vòng thì xung quan sát vẫn là nhiều nhất là về hàng quần áo thôi các bạn. Hàng quần áo là cái mặt hàng nhiều nhất. Và sau đó là đến những cái hàng củ quả. Kem ốc quế. Các bác này thì chắc là ở dưới xuôi lên rồi. Mình dưới Hà Nội. Đấy. Đến từ Hà Nội nhá. Đến từ Sơn Tây ạ. Chuẩn. Theo mình bởi vì là mình đi quay thì cũng hay gặp mọi người đi bán kiểu này các bạn. Các cháu nhỏ người Hơ Mông. Các bạn là người Dao hay người Hơ Mông? Người Mông đúng không? Thế các bạn là người Mông gì? Mông hoa hay là mông có lẽ các bạn ấy không hiểu rõ ý mình muốn hỏi lắm mọi người ạ. Các cháu nhỏ đang đi chợ và ăn bánh mì. Sơn đi loanh quanh một vòng quanh cả cái khu chợ Y Tý thì cũng chỉ có một số những cái mặt hàng mà Sơn đã ghi hình đó thôi. Và quay về đây thì thấy mọi người đang vây quanh một cái lồng chim. Đây, ghi hình cho các bạn xem luôn. Chim gì đây vậy anh? Chim chim này là chim gì anh nhỉ? Tên của nó là gì ạ? Quế lâm ạ. Con này thì nó hot hay không anh? Thế này bắt cả ổ nó hay sao mà nhiều này? Cũng khá nhiều. Cái này bán theo con hay bán cả lồng này luôn? Bán theo con thôi. Cái này bán bao tiền một con như này? 50.000 một con. Thế thì cũng rẻ thôi nhờ. 50.000 một con chim quế lâm các bạn. Các cháu nhỏ đang chơi những trò chơi đây. Chắc có lẽ là Sơn sẽ kết thúc cái video chợ phiên Y Tý Bát Sát tại đây thôi các bạn ạ. Sơn hẹn gặp lại các bạn trong những buổi chợ phiên tiếp theo nhé. Còn video sau thì chắc là Sơn sẽ đi quay về lễ hội để truyền tải cho mọi người xem, biết thêm về những cái nét văn hóa của người đồng bào vùng cao nữa các bạn ạ.